Vâng, đầu tuần mới và vẫn là công việc cũ. Anh em đang tiến hành sơn phủ chống nóng cho máy tôn. Vâng, hiệu quả thì đã được khẳng định và ghi nhận. Và bữa nay gia đình của Bách Phát Đạt đang đi tiến hành sơn phủ chống nóng cho nhà chị Hà tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Vâng, và đây là máy tôn đã được dần dần hoàn thiện và chỉ còn một chút xíu nữa thôi sẽ được sơn phủ hoàn thiện. Và đây đang là sơn lớp thứ hai, tạo một cái độ dày, độ che phủ tốt nhất để có thể khả năng giảm nhiệt cao nhất. Với tác dụng của sơn chống nóng này, nhiệt độ của máy tôn có thể giảm từ khoảng 10 đến 26 độ tùy theo nhiệt độ của môi trường trong thực tế. Và khi sơn phủ lớp sơn chống nóng này thì chúng ta sẽ không còn bao giờ phải nghe những tiếng rắc lắc do tôn giãn nở bởi nhiệt độ cao hoặc thấp nữa. Và với lớp sơn chống nóng này thì cái độ ồn khi nghe những tiếng mưa rơi cũng được giảm đi rất nhiều. Vâng, đó chính là những công dụng tuyệt vời của sơn chống nóng mà nhà phân phối Bách Phát Đạt với trụ sở chính tại Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai đang thực hiện. Quý anh chị em cũng như tất cả các bà con nhà chúng ta đang thực hiện bị nóng, hãy liên hệ với Bách Phát Đạt để được sơn phủ chống nóng, để bảo vệ mình, bảo vệ gia đình. Vâng, ai có nhu cầu xin hãy liên hệ với em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.